Nếu bạn đang tìm một không gian thoáng mát để tổ chức tiệc, sự kiện hội họp, gặp gỡ bạn bè, đối tác thì quán Đồ Bốn Lạng là sự lựa chọn không thể bỏ qua. Với thế mạnh là không gian mở rộng rãi, cực thoáng, siêu chiêu, khách hàng có thể tổ chức tiệc trên dưới 100 khách vô tư bung xõa. Ẩm thực đặc sản nhiều vùng miền và hải sản tươi sống tại hồ là điều khiến thực khách cực kỳ yêu thích ở Đồ Bốn Lạng. Bạn có thể thưởng thức đủ các loại hải sản tươi sống cho tới các món nhậu khoái khẩu của các cánh mài râu như các loại đặc sản, thịt dê, các món ăn được quán chế biến tươi ngon, đậm vị và có cách trang trí đẹp mắt. Thực đơn các món nướng đa dạng bao gồm các loại hải sản tươi sống, thịt, rau củ là các nguyên liệu chính chế biến các món nhậu, lẩu nướng, hải sản tha hồ để thực khách lựa chọn. Còn gì tuyệt vời hơn khi được thưởng thức những món nhậu tuyệt vời này cùng với cốc bia mát lạnh bên bạn bè và người thân.